Chào các bạn đang đến với channel Tammy và cuộc sống ở Mỹ. Kỳ nghỉ hè đã sắp qua rồi, năm học mới đang chuẩn bị bắt đầu. Hôm nay mình dắt hai đứa con của mình đi sắm mua đồ dụng cụ học tập để chuẩn bị cho năm học mới. Ở Mỹ, siêu thị nào cũng vậy hết. Trong mỗi một siêu thị đều có một gian hàng bán dụng cụ học tập, gọi là office supplies. Nhưng mà đặc biệt khi mùa hè sắp hết, mùa khai giảng năm học bắt đầu á, thì mỗi một siêu thị đều có một cái khu rất là lớn, gọi là back to school, là bán rất nhiều dụng cụ học tập. Cho nên vào mùa này, khi ngày khai giảng sắp bắt đầu á, khi mà mình bước vào trong chợ hay mình bước vào trong siêu thị, mình nhìn thấy rất nhiều những dụng cụ học tập, thì tự nhiên trong lòng mình cảm thấy là mình náo nức, mình muốn đi học lại. Tại vì nhìn nhiều dụng cụ học tập nhìn thấy mê lắm. Hai đứa con mình á, rất là mê back to school shopping, là mua đồ dụng cụ học tập cho năm học mới á. Hai anh chị này mê lắm. Mỗi lần mà đi shopping như vậy á, mà thấy rất nhiều dụng cụ học tập á, là nôn đến ngày khai giảng. Đây là cái hộp đựng bút chì nè, pencil box, nhưng mà có thể co giãn được, expandable. Đây là cái pencil pouch, là cái túi cũng đựng bút chì luôn. Nhưng mà màu mè nhìn thấy dễ thương ghê không? Có rất nhiều loại bút khác nhau. Chỗ này là marker, bút lông. Rồi highlighter là bút dạ quang. Tập thì có đủ thứ loại hết. Composition notebook là loại mà cuốn tập giống như của Việt Nam mình vậy đó. Còn ở Mỹ có một loại tập khác nữa gọi là spiral notebook, là những cuốn tập mà bên hông á, có lò xo, mình có thể xé ra thành từng trang được. Còn composition notebook này á, là mình không xé ra được, phải giữ nguyên một cuốn vậy đó. Mà cái bìa thì có đủ họa tiết, có đủ màu hết á. Cái bìa mà muốn màu trơn một màu cũng có, rồi muốn có hình hoạt hình cũng có, rồi muốn có hình bông hoa cũng có, đủ thứ hết á. Rồi mấy cuốn tập mà cho mấy em học sinh nhỏ nhỏ thì có hình công chúa nè, có hình siêu nhân nè. Nè, mình nhìn thấy cái này lạ lạ nè, bút chì đó nha. Mà bút chì bây giờ có màu đỏ nè, màu xanh lá cây nè, màu xanh dương nè. À, không phải là bút chì, mà cái này là cái ruột để cho vào cái cây bút chì bấm á. Nhưng mà mình có thể xóa được, mình gom được nữa nha. Mà thường thường hồi trước là bút chì chỉ có một màu chì màu đen thôi ha. Bây giờ có màu nữa mới thấy lạ, mới thấy hay chứ. Mình đứng ở chỗ này á, mình còn mê nữa. Anh chàng này thấy giấy màu neon nè, thích quá nè. Mà đi học thì đâu có cần giấy này đâu. Mình thích hộp bút chì này nè. Nhìn giống như bút bi ha, nhưng mà không phải, là bút chì đó. Cái này hay hơn nữa nè. Bút chì bấm á, mà có kim tuyến, sparkles nữa. Chị lớn kêu anh này lấy giùm cục cơm cho chị nè. Con gái mình á, là mê bút có nhiều màu lắm. Cho nên nãy giờ mình thấy chị cứ đứng ở khu này hoài, ngắm hoài những cái vỉ này nè. Một vỉ mà có rất nhiều màu. À, đây là loại bút chì bấm mà mình thích, mình hay xài nè. Một vỉ như vậy á, là 6 đồng 97 cents, mình tính là 7 đồng đi ha. Một vỉ có 4 cây thì tính trung bình ra mỗi cây á, là 1 đồng 75 cents, là khoảng 38.000 đồng tiền Việt Nam cho một cây đó.
Wow, vỉ búp bi này nhìn đẹp quá nè. Vỉ này cũng 7 đồng luôn. Mà trong này có 5 cây. Có màu đen, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, màu hồng với màu tím nữa. Nhìn đẹp quá à. Dụng cụ học tập của con trai với con gái của mình luôn. Nhưng mà bây giờ để dễ một chút xíu á, thì mình sẽ dọn hết những cái phần của con gái mình sang một bên ha, để con trai mình giới thiệu từng món. Phần dụng cụ học tập mà anh chàng sẽ cần ở trong lớp 6 để mình dọn ra hết đã nha. Rồi, đây là những dụng cụ học tập của con trai mình vào năm học lớp 6. Thì đây ha. Rồi anh chàng sẽ tự giới thiệu nha. These are mechanical Đây. pencils that you push it at the top of where the eraser is to make the lead come out of this end. Đây là hộp bút chì bấm. Là mình bấm bấm ở trên này nè. Đó, anh chàng ảnh vừa giới thiệu mà ảnh vừa diễn tả là phải làm sao luôn. Rồi, kế tiếp nha. This is a planner or an agenda. So you write in it to plan what you want to do for every day. Đây là cuốn planner. À, để mình mở. À, sao không mở được? Đây nè. Đây là cuốn planner cho năm học 2018-2019. Thì ở trong đây á, sẽ có mỗi một ngày nè. Ví dụ như mỗi một ngày ha. Mà tháng 8 nè, bắt đầu đi học là ngày nào á, thì mình sẽ ghi vô trong này á, là ngày hôm nay mình phải làm gì, bài tập gì, rồi phải nộp bài gì. Thì mình phải ghi vô như vậy nè. Thì mỗi em học sinh á, sẽ đều có một cuốn planner như vậy hết. Thì anh chàng ảnh chọn cuốn của ảnh đơn giản thôi. Đó, cuốn này là cuốn của anh chàng nè. Rồi. This is filler paper that mostly a teacher puts it on the stacks and you put it in your binder where there's extra space so you have binders. Đây là những sắp giấy mà thường thường ở trên trường á, cô giáo cũng có những giấy này để cho học sinh dùng giấy để viết bài á. Thì giấy này á, là mình dùng để mình bỏ vào trong cái binder này. Đó, à, ở dưới này có cuốn tập được còn sót bên này. Rồi. These two are sticky Sticky note là giấy giấy mà mình gỡ ra từng tờ như vậy nè, xong rồi mình dán vào trong notes. một You cái peel this off and it sticks to the surface, then you can write on it to remove. Đó là hai cái cuốn sticky note. Or put it in your book. These are erasers that you use to erase the pencil marks if you don't want them. Anh này anh vừa giới thiệu mà anh vừa nói luôn là đây là cục gôm, cục tẩy, eraser. Thì nếu mà mình viết bút chì mà mình viết sai, nhất là khi làm toán á, thì mình sẽ dùng để mình gôm. These are two highlighters. Highlighter là bút dạ quang. These are red pens and then more highlighters and sharpies and glue. Trong này á, thì có những cây bút màu đỏ. Bút màu đỏ là để học sinh tự chấm bài của mình. Sau khi mà mình làm bài xong á, thì mình nộp cho cô giáo ha. Xong rồi mình sẽ đổi với nhau. Rồi mỗi em học sinh á, sẽ tự tự chấm bài giống như là em này chấm bài cho em kia vậy đó. Rồi Sharpie là bút lông màu đen nè. Rồi có glue sticks là keo dán nữa. I have a binder which I can put my filler paper in, and I can put my three-prong folders in to put my stuff in. And these are organizers, yellow, red, yellow. And you put use these like you put a piece of paper inside these. You write down mass, ELA, or stuff like this. Okay. Đây là một cái binder. Cái binder này á, gọi là three ring binder tại vì nó có ba cái chỗ để mình bỏ vô giấy nè. Giấy thì này cũng có giấy thì như các bạn thấy là có ba cái lỗ nè, là dùng để cho giấy này vào trong cái chỗ này. Đó, thì khi mà mình mở ra thì mỗi học sinh nó đều cần phải có một cái này, mà cái này á, là 3 inch. 3 inch là khoảng 7 cm rưỡi. Tại vì mỗi một ngày á, mỗi một em á, phải có 6 lớp học,
thì cần phải có 6 cái miếng này gọi là tab dividers, là 6 miếng này. Mỗi một miếng này thì mỗi em sẽ cho vào trong này một tờ giấy, ví dụ như ghi là môn toán nè, môn English nè, rồi môn science là khoa học nè, rồi nhiều môn khác nữa. Thì bên cạnh đó là cũng dùng luôn cái folders. Đây là những cái folders. Cái folders này á là folders này á cũng có 3 cái lỗ như vậy nè, để mình cho vào trong này luôn. We have these folders and you can put them in the binders. Or you can have them put in your backpack. Đó thì đây là folders để mình cho giấy vào, ví dụ như cô giáo cho mình bài tập hay gì đó thì mình cho vào trong folders này. Mà như mình nói lúc nãy á, mỗi một cái folders như vậy á đều có những cái ba cái lỗ để mình cho vào trong cái binder. Rồi. We have these composition notebooks. We use these to write in. Đây là tập của anh chàng nè. Đó, anh chàng có 5 quyển tập. Rồi. We have a pencil sharpener. Like your pencil's broken, you just twist it. Đi học á thì mỗi em cần phải có một cái đồ chuốt bút chì gọi là pencil sharpener. Cho dù rằng các em đã mang theo bút chì bấm rồi ha, nhưng mà vẫn phải mang theo, tại vì có nhiều khi ở trên trường á cô giáo cho những cây bút chì bình thường á thì các em phải có cái này theo, cho nên là cũng có một cái đồ chứa bút chì để nằm ở trong cái hộp này luôn. This is a pencil pouch. If it doesn't open, you can put some stuff in here. Đó, đây là cái túi để mình đựng những đồ dùng học tập á. Ví dụ như bút chì nè, gôm nè, những cái gì mà lặt vặt nhỏ nhỏ linh tinh mình không muốn bị rớt thì cũng có cái three holes để mình cho vào cái binder. Thì tất cả mọi thứ đều phải có 3 cái lỗ này để mình cho vào trong cái binder hết. Rồi. This is a calculator. Đi học lớp 6, đi học middle school là mấy em học sinh cần phải có một cái máy tính gọi là calculator. Solar, it's also solar powered, so the sun powers it in this one piece right here. Là dùng năng lượng mặt trời chứ không có dùng pin. Hey, bây giờ là xong những dụng cụ học tập này rồi ha. Bây giờ anh chàng giới thiệu cặp tab mới mua nè. Đó, lên cấp 2 middle school rồi, nên là cặp tab to hơn một chút, chứa nhiều hơn một chút nữa. I think this is to hang your lunchbox. Maybe, but it's something that we can hang it on. I don't know. We'll have to figure it out. Right here too. I don't know what it's for. Cặp táp có nhiều ngăn, nhiều cái quá chừng luôn. Đây là cặp táp của ảnh nè. Rồi đây là cái hộp lunchbox. Hộp lunchbox là để ảnh đi học á thì mang theo lunch, mang theo đồ ăn trưa với lại đồ ăn snack. Thì một cái lunchbox này mình mua là 10 đồng, tính ra là 220.000 đồng tiền Việt Nam. Thì ở trong cái hộp lunchbox mình mở ra thì sẽ có cái này là cái ice pack, là mình bỏ vào trong tủ đá đó, thì để cho nó đông đá thì nó lạnh rồi. Thì khi mà mình chứa đồ ăn ở trong này sẽ giữ lạnh. Rồi đây là cái bình để chứa nước nè, mình có thể cho vào nước lạnh là water hay là juice hay là gì đó, sữa cũng được. Rồi có một cái hộp chắc là để đựng bánh mì hay đựng snack gì đó. Thì đó, một bộ là có một cái túi này ha, có một cái ice pack, có một cái hộp này với lại một cái chai nước nữa. Đó là một bộ như vậy á, một bộ như vậy á là 10 đồng. Đó. You want to test it now? Yeah. Okay. Rồi anh chàng đang muốn mở ra máy calculator để thử nè. Okay. Oh, I did not see this. Đó, cái máy tính của anh chàng mở ra là như vậy nè. What problem should I do? Cái máy tính này mình mua là 10... Was it $15? Yeah.
Cái máy tính này mình mua là 15 đồng, tính ra tiền Việt Nam là khoảng 330.000 đồng tiền Việt Nam. Dụng cụ học tập của ảnh á, là những món này ha, mình dồn lại cho gọn một chút xíu. Máy tính anh gỡ ra nè, đó. Bây giờ để bên này đi, để đây cho gọn lại đi ha. Rồi backpack với lại lunchbox thì nằm ở đó đi ha. Bên cạnh đó thì giày nè, đó, đi học, năm học mới thì cũng có giày nè. Thì giày đôi này của anh chàng á, là đôi giày Nike. Mình mua đôi này bao nhiêu tiền? Đây, đôi giày Nike này của anh chàng là Air Force nè, 38 đồng 49 cent đôi này. Đó, đôi này là 38 đồng 49 cent. Rồi, thêm một đôi này nữa, cũng màu đen luôn. Đó. Lên. Huh? You can try them on if you want. Again? Okay. Đó. Mang thử vào chân nè. Đó. À, lên middle school á, là lên trường học cấp 2 á, thì phải học PE là học thể dục. Cho nên đôi giày này á, là mua để mang học lớp thể dục, học lớp PE. Bên cạnh những dụng cụ học tập, giày dép thì mình sẽ có quần áo nữa. Đó, lên trường học cấp 2 rồi, lớn rồi. Đó. Một áo nè. Yeah, you want me to hold it for you? Mm-hmm. The back of the shirt has that thing. Mom, the back of the shirt has that thing. Oh, anh nói là đằng sau áo này là có chỗ này nè, Nike Pro, cái miếng lưới chỗ này nè. Rồi áo này tiếp theo nữa nè. Rồi áo này nữa. I picked the shirt out. Đó. Áo này nữa. Áo này có hình cây dừa nữa nè. Đó. Đó, áo này nữa nè, ảnh lựa đó. Ảnh chỉ là ảnh lựa cái có ghi chữ The Awesomely Soft, là cái áo rất là mềm. Đây một cái nữa nè, một cái này anh cũng lựa rồi. Awesomely Soft. Rồi, áo này nữa, cầm mỏi tay quá rồi. Áo này là của Tommy nè. Áo đó mình mua ở TJ Maxx. Áo này á, trên này có hình trái cây đủ thứ hết á. Mỏi tay quá, cầm mỏi tay quá, thôi để đây đi. Ok. Next one, áo polo màu trắng. Để xuống đây luôn đi. Rồi áo sơ mi nữa nè. Mình mua cũng rẻ lắm, mấy đồng à. Rồi, xong hết áo rồi đó. Bây giờ đến quần nè. Quần á thì ít hơn áo, tại vì anh chàng này á vẫn còn nhiều quần của năm ngoái lắm. Rồi, cái đầu tiên, basketball shorts, quần thể thao á. Đây. Để đây luôn đi, chứ nhiều á, cầm mỏi tay á. Rồi, cái kế tiếp, quần shorts nè. Rồi quần shorts nữa nè. Rồi cái quần shorts này nữa nè. Có hình cá mập ở trên này nữa nè. Đó. Che hết rồi. Không thấy gì hết. Ok, để dọn ra lại ha. Đây là dụng cụ học tập của ảnh cho năm học này nè. Để mình dọn sang một bên ha. Xong rồi mình sẽ xem dụng cụ học tập của chị lớn nha. Đây là những dụng cụ học tập của con gái mình. Con gái mình năm nay học lớp 12 rồi. Dụng cụ học tập của lớp 12 thì đơn giản hơn. Đa số là chỉ cần giấy tập với viết thôi. Học sinh lớp 12 thì tự biết organize, tự biết cách ngăn nắp rồi. Cho nên đồ dụng học tập của con gái mình cũng đơn giản hơn nhiều lắm. Thì... đây, cũng có cái binder.
cái binder này nhưng mà nhỏ hơn, chỉ 1 inch thôi, là khoảng 2,5 cm thôi. Thì cái này nhỏ hơn là cái của con trai mình. Thì giấy nè, chị này chỉ mua sắp giấy này dày hơn, 500 tờ. Thì cũng là có những cái lỗ này nè, để mình cho vào trong cái binder đó. Rồi cũng có một cái pencil pouch. Rồi cũng có folder. Nhưng mà folders của chị này á, là không phải để gắn vào trong cái binder, tại vì nó không có ba cái lỗ. Mà ở trong này á, là mình cho giấy vào trong này nè. Ví dụ như giấy này ha, mình cho thẳng vào trong này, xong mình kẹp lại. Đó, thì là hai cái folder này. Rồi chị này á, thì thích cục gom màu trắng như vậy, chứ không phải thích cục gom màu hồng. Rồi cái này nữa, mình không biết chị dùng cái này để làm gì đây. Đó. Rồi bên cạnh đó thì có index cards, là những cái thẻ nhỏ nhỏ như vậy nè, để khi mà mình ôn bài thì mình ghi thành từng cái rồi mình học cho dễ. Thì có hai loại luôn. Loại này là blank, là trong này không có gì hết á. Còn loại này là có kẻ hàng ở trong này. Đó là hai cái này. Rồi tập á, thì chị này mua hai loại khác nhau. Loại này là graph composition notebook, là nguyên một quyển này á, kẻ sẵn ra như vậy rồi nè. Đó là một cuốn như vậy. Còn những cuốn này thì cũng giống như những cuốn tập của con trai mình lúc nãy, nhưng mà màu khác. Của chị này thì chỉ lựa màu khác. Đó. Rồi chị lớn này á, mỗi lần mà take notes, viết bài á, thì thích dùng màu, nhiều màu. Cho nên là nguyên một vỉ bút này á, là bút nhiều màu dành cho chị nè. Đó. Còn đây á, là cuốn planner. Như mình nói lúc nãy á, con trai mình cũng có một cuốn planner. Khi học middle school, bắt đầu từ middle school trở lên á, là mỗi một em học sinh á, đều phải có một cuốn planner như vậy hết. Đây, cho năm học 2018-2019, mỗi một em cần phải có một cái cuốn planner để mấy em nhớ được rằng là mỗi ngày mình cần phải làm gì. Ví dụ nha, ví dụ đi, ví dụ như tháng 8 thì mình lật qua tháng 8, rồi đến tháng 9 nè thì mình lật qua tháng 9. Rồi tháng 9 á, quyển này thì nhìn con gái hơn, quyển của con trai mình thì nhìn đơn giản hơn, còn của con gái thì màu mè hơn xíu. Ví dụ như ngày này mình cần phải làm gì thì mình phải ghi ra là bài tập gì mình cần phải nộp nè. Rồi ngày này mình phải học cái gì. Thì đó, mỗi một em học sinh đều phải có một cuốn planner như vậy hết. Thì cuốn này á, là cuốn của con gái mình nè. Đó, nhìn thì thấy con gái liền ha. Cuốn của con trai mình á, thì đơn giản hơn, màu đen. Thì dụng cụ học tập của con gái mình á, là có bao nhiêu đây? Đơn giản hơn rất nhiều. Rồi, cặp táp ha. Cặp táp thì con gái lớn rồi, điệu hơn một chút xíu rồi. Cho nên cặp táp của chị này á, mình không có mua mỗi năm, mà 3-4 năm mình mới mua một lần. Thì đây, đây là cái giỏ. Để mình để xuống, mình cho cái túi này xuống đây đi, để cái này qua đây. Thì 3-4 năm mình mới mua một lần cho con gái mình. Thì một cái túi sách lần trước mình mua là khi chị bắt đầu vào học lớp 9, là mình mua cái túi sách đó. Bây giờ cái túi sách này mình mua là khi chị bước vào lớp 12, là 3 năm rồi ha. Thì đó, khi đi học chị sẽ dùng cái túi sách này để chứa tập sách trong này nè. Cũng to lắm. Đó, mình chưa gỡ miếng giấy này ra nữa, nhưng mà to. À, nhưng mà nhìn dễ thương không? Có cây xương rồng nè. Rồi giày á, thì chị này không như con trai mình, là không có học PE, không có học môn thể dục, cũng không có chạy nhảy suốt ngày. Cho nên con gái khác hơn con trai một chút xíu ha. Con gái thì điệu hơn con trai. Đó, mua cho chị một đôi. Đôi này, đôi sandal, đôi dép sandal nè. Nhìn dễ thương ghê không? Đó, thì dụng cụ học tập của con gái mình với của con trai mình. Đây. Kỳ nghỉ hè sắp hết rồi, năm học mới sắp bắt đầu. Mình đã chuẩn bị mua hết đầy đủ dụng cụ học tập cho hai đứa con của mình rồi.
Hai đứa cũng đang náo nức, nôn đến ngày khai giảng lắm. Mình chỉ muốn chia sẻ đến các bạn những dụng cụ học tập của con trai và con gái mình. À, con trai mình học lớp 6, con gái mình học lớp 12. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký, thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Để sau này khi mình post video mới lên, thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nhé. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nhé.